Hôm nay các bạn sẽ hóa thân thành một nghệ sĩ đưa chúng tôi đến một bản hòa tấu hương vị đầy cảm xúc. Các bạn sẽ làm một bàn tiệc cao cấp gồm 4 loại bánh: bánh chay, bánh có vị chocola, bánh lạnh và bánh mặn. Bây giờ trước tiên á, Gia Lợn á, để cho Sang đổ đi, Sang đổ Gia Lợn được. Em là em làm bánh sô-cô-la, Vi sẽ đi nấu treo lì. Ý tưởng về những cái món bánh của mình á, thì cũng vẫn dựa theo cái bánh lớn của mình. Là mình mong muốn rằng nó sẽ có một cái câu chuyện, nó sẽ kết nối giữa cái hai cái phần này lại với nhau. Bánh chay thì em nghĩ ngay tới bánh trôi nước. Trên hai gói em cân có 100g, hôm nay em cân nhân hai công thức nè. Có một công thức không ạ? Hai gói có một công thức. Cái này của em là hai công thức đây nè. Trong khi đó chị nhờ chị cân là hai công thức. Em nghĩ như đây mà 12 đường ba bột bắp hả? Em có nghĩ như đây là 2 đường ba bột bắp không? Cái này phải là 24 đường trong đây nè. Em làm mà em không hỏi chị gì hết à? Làm hư một vụ hết, chị kiếm có rồi. Vì đâu rồi? Bây giờ em phải đi nấu thêm một lần dừa này nữa. Cái bánh rất là xinh đẹp và dễ thương. Tôi cảm thấy là rất là có ấn tượng với cô thí sinh này. Từ cái thuyết trình cho tới cái tạo ra hương vị. Dạ, cảm ơn cô. Beautiful. Your pastry was flaky and delicious. And the flavors that you developed. Yes. It was creative, it was interesting, it was delicious. And I want to lick the plate. Entrance Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.